40. Hòa Thượng giảng tháng Giêng năm 1983. Hằng ngày chúng ta đến đây để nghiên cứu Phật pháp. Chúng ta nên áp dụng những điều học hỏi được vào chính cuộc sống của mình suốt từ sáng đến tối. Làm sao cho cuộc sống được khế hợp với đạo? Nếu chỉ cần một ngày ta không thực hành điều ấy thì ta đã bỏ lỡ một dịp may. Chỉ trong khoảnh khắc khởi niệm, mình không tiếp tục công phu được nữa là quý vị đã đánh mất nhiều điều lợi lạc. Cũng như khi mèo rình chuột, nó đã ngồi đó chờ suốt mấy ngày rồi lại bỏ đi. Nó không có đủ tính kiên nhẫn. Ngay khi nó vừa bỏ đi, chuột xuất hiện và mèo không bắt được. Điều kỳ lạ là ở đó. Cũng như người đi câu cá, thả câu suốt mấy ngày rồi mà vẫn không câu được con nào. Bởi vì những con cá nhỏ thì bị cá lớn nuốt hết rồi, còn cá lớn thì đã no bụng và ăn lũ cá nhỏ nên không còn muốn ăn gì khác nữa. Chúng chỉ còn muốn ngủ, chẳng còn muốn ăn gì cả trong suốt vài ba ngày. Nhưng khi chúng bắt đầu đói bụng thì người câu cá cạn hết sức kiên nhẫn và bỏ đi, nên chẳng câu được con cá nào cả. Cả hai việc câu cá và bắt chuột vốn là việc sát sinh. Người tu hành chúng ta cũng tuyên chiến với nghiệp sát ấy. Mục tiêu của chúng ta là sáu tên giặc: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chúng ta canh chừng sáu tên giặc này rất kỹ lưỡng trong vài hôm, thế là chúng không có được cơ hội hoạt động. Nhưng khi chúng ta trở nên lơ là thì sáu tên cướp lại tác quái làm loạn, thật là tai hại. Đó là lý do tại sao chúng ta phải an trú trong chánh niệm. Chúng ta không nên sao nhãng dù chỉ một giây, nếu không thì ma sẽ gá vào ngay. Ma đã từng quấy nhiễu người tu hành khi Phật còn tại thế, thế nên chư tăng thời ấy cũng rất thận trọng và thường công phu tinh tấn. Khi Đức Phật còn tại thế, có sự kiện gì chứng minh ma quấy phá người tu? Đó là khi kiết tập kinh điển lần đầu tiên sau khi Phật nhập diệt, Ngài A Nan bước lên pháp tòa và ngồi vào vị trí chủ tòa của pháp hội. Lúc ấy dung mạo của Ngài trở nên đoan nghiêm viên mãn, không thể nghĩ bàn. Các vị A La Hán trong hội chúng đều tự hỏi không biết việc gì sắp xảy ra. Điều gì vậy? A Nan thành Phật rồi hay sao? Lại có vị hỏi, không phải Đức Phật đã nhập diệt rồi hay sao? Có vị A La Hán lại nói, đây là ma chăng? Quả thực, nếu vào thời Phật còn tại thế không có ma xuất hiện, tại sao các vị A-la-hán vẫn còn mối nghi ngờ như thế ngay sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn? Ma chắc hẳn là thường xuyên xuất hiện ngay khi Phật còn tại thế. Quý vị nên quan sát kỹ điều này. Khi chúng ta dụng công vào việc tu hành, chúng ta không nên lơ là dù chỉ trong khoảnh khắc. Vào mọi lúc cần phải nhận thức rõ ràng rằng mình đang đứng chân trên mặt đất chân thực và hết sức chú tâm vào việc tu tập. Chúng ta đang thể nhập vào chân lý. Chỉ cần sao lãng câu phu trong phút giây thì nghiệp chướng của chúng ta sẽ xuất hiện ngay. Ha ha ha,